hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án Eros trên kênh của mình thì một chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cũng như các bạn có thể theo dõi những dự án đào coin mình chia sẻ trên kênh Instagram và kênh YouTube mọi người nhé. Thưa các bạn, nội dung chính của video hôm nay mình xung dẫn mọi người chia sẻ mọi người một cái dự án đào khai thác nhận được token đến từ một cái dự án chạy trên nền tảng Web3 mọi nhé. Đấy. Và cái con uh, uh, dự án này thì đang uh, À, được uh, OKX, uh, sàn OKX uh, nhắc tên mọi người nhá đấy. Và hiện tại thì dự án đã sơ là thành công là khoảng uh, gần 3 triệu đô mọi người nhá đấy. Và nó còn có các cái, cái quý đầu tư như là quý đầu tư như là Absen Capital mọi người nhá và thứ hai nữa là uh, và Venture Venture Capital mọi người nhá đấy. Mà những cái quý đầu tư lớn mọi người nhá đấy. Kèo này thì uh, chạy trên hình, 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 hình gọi là uh, AI mọi người nhá đấy. À đây à, kèo hiện tại thì đang cho mọi người nhận được à, hai cái loại token, à, cái loại token đầu tiên là chúng ta token có thể là sau này sẽ là bán được ra, bán được luôn mọi người, token này ra maynet tức là token ctx mọi nhé và cái token token nữa là token cxc đấy token cxc thì chúng ta à, nhận pre và à, từ cxc sẽ quy đổi sang token ctx mọi nhé đấy ok kèo này thì mình sẽ để link đăng ký cũng như tải app dưới phần mô tả cho mọi người nhé <laughs> Ở đây thì nếu như trên hệ điều hành Android thì anh em tải app này về cho mình này, à chat vào hệ điều hành Android. Android sorry mọi người, Android. Các bạn tìm cho mình chữ à X mọi người nhá. Đấy. Thì nó có tiếng Việt là như là à gì ấy, nó mình cũng không nhớ. Mọi người tìm ra, nhìn cái biểu tượng này là mọi người tải về cho mình nhá. Đấy, sau đấy mọi người đăng ký tài khoản như sau. Khi các bạn đã tải về rồi, các bạn mở lên thì nó có giao diện như thế này này. Đây là cái hình đầu tiên nhá. Đấy. Khi vào đây rồi thì các bạn bấm tiếp theo, bấm mũi tên đây này. Đấy ở đây nó tiếp tục bấm mũi tên này đấy hãy gọi như là chia sẻ ảnh và chat mọi người nhé đây là ứng dụng chia sẻ ảnh và chat đấy tiếp tục bấm này đây này có nhiều là hot girl mọi người nhé đấy khi các bạn đã bấm vào thì nó sẽ vào màn hình chính của cái app như thế này nhá đấy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đăng ký nhá đấy ở đây các bạn sẽ tiến hành bấm vào chữ ơn hoặc chữ android mọi người nhá đấy bấm vào hai tùy chỉnh này cho mình bấm vào thì nó sẽ có giao diện như là đây cho mình đây nhá nó có giao diện đăng nhập đăng ký bằng tài khoản này ở đây các bạn nếu như dùng iPhone thì các bạn bấm vào đây này để đăng ký tên iPhone này dùng trực tiếp tài khoản iCloud của các bạn luôn nhé đấy tiếp theo là nếu như các bạn đăng ký bằng uh, Twitter thì các bạn click, click vào đây này uh, tiến hành xác nhận ký uh, để ủy quyền ứng dụng truy uh, cập vào tài khoản Twitter của các bạn nhé đấy còn nếu như các bạn dùng Google thì các bạn click vào đây cho mình Google của các bạn cần phải đăng ký tài khoản Google và đăng nhập trên máy nhé đấy ở đây thì mình đã đăng ký mình sẽ đăng ký bằng Google nhé Ok nếu các bạn dùng đăng ký Google thì khi các bạn bấm vào chữ đăng ký bằng tài khoản Google thì nó sẽ chọn một cái tài khoản Google các bạn đăng ký nhá ở đây nhá ở đây nếu như các bạn có nhiều tài khoản rồi thì các bạn sẽ chọn một cái tài khoản bất kỳ ở đây mình chọn tài khoản này chẳng hạn đấy mình bấm vào tiếp tục này nó bảo là có đăng đăng nhập vào cái tài khoản này không thì các bạn bấm tiếp tục thôi các bạn bấm tiếp tục nhá bấm tiếp tục thì nó sẽ giao diện như thế này ở đây nó có một cái dòng referral code thì các bạn sẽ nhập cái code này dưới phần mô tả cho mình nhé Ở đây nó sẽ có cái code này, mình sẽ để một code phần mô tả cho mình. Ở đây các bạn nhập code thì các bạn sẽ nhận được ngay 500 token CXC và 50 token CTX mọi người nhá. Đấy các bạn bấm vào next cho mình. Khi các bạn bấm next ấy, thì nó sẽ bước vào là mọi người sẽ check in nhá. Ở đây các bạn hàng ngày các bạn check in để nhận được token nhá. Ngày đầu tiên các bạn sẽ nhận được 500 này nó sẽ cộng cộng dần cộng dần cộng dần đến 7 ngày thứ ngày thứ bảy là các bạn sẽ nhận được số lượng tốt cần cao hơn mọi người nhá đấy các bạn bấm vào click hàng ngày nhá đấy. hàng ngày các bạn vào đăng nhập ấy à, khi các bạn à, vào ngày mới ý, các bạn đăng nhập thì nó sẽ có tự động lên chứ tu đây click mọi người nhá đấy các bạn click với cho mình <laughs> khi các bạn bấm vào click xong thì nó sẽ à, những cái nó phần nó bôi mờ này tức là các bạn đã click xong mọi người nhá đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm kiểm tra tóc cần của bạn nhận được đâu nhé để kiểm tra tóc cần của các bạn nhận được đâu thì các bạn bấm vào phần uh, uh, phần error mọi người nhé phần error đúng không mình xem nào. đây nhá mình sẽ mở app lên luôn này mình sẽ mở app lên cho mọi người xem này đây bấm phần mở app này đấy hàng ngày hàng ngày thì nó sẽ có giao diện như thế này thì các bạn tắt đi nhá đấy ở đây là nó nó bảo là mình đầu tư để tăng cái tốc độ đào sang chế độ plus đấy đang đào nhanh hơn mọi người nhá nhưng ở đây thì thôi mình bỏ qua bấm nút này đi ta này đấy đây nhá à, chúng ta sẽ bấm phần ơn nào phần ơn là chúng ta sẽ trách được các bạn sẽ nhận được cái token CC đây mọi người nhá đấy hàng ngày các bạn điểm danh và các bạn nhận nhận được số CC ở đây mọi người nhá đấy tiếp theo bấm phần error này đây bấm phần error thì các bạn sẽ nhận được thấy là các cần của các bạn nằm ở đây nhá cái token CXT này này CXT này là cái điểm à, uh, point này sau này chúng ta bán được luôn mọi người này đấy và các bạn ở đây các bạn hoàn thành nhiệm vụ cho mình nó có verify email này cũng như verify twitter này và discord các bạn join vào và chúng bấm chữ verify nhá đấy còn chữ clam cc này thì là hiện tại nó bảo là cũng không hiểu là nó sau này nó không cho mọi người claim thì phải đấy đấy là cái cách chúng ta sẽ uh, nhận được cái token cct uh, mainnet đây đầu tiên này đấy nhá tiếp đến là các bạn bấm phần ơn phần ơn đây thì uh, <laughs> Hằng ngày các bạn vào nếu như nó không hiển thị chữ clam clam ấy thì các bạn bấm vào chữ clam pre cc bấm đây đấy thì nó có chữ start rồi nhá đấy thì các bạn bấm vào để đào đây luôn này đấy bấm start để cho nó đào nhá đào tôi cần ở đây này đấy bấm vào chữ start để nó đào mọi người nhá đấy ở trên này thì có cờ luôn này đấy cờ lam nãy cái này thì là chúng ta bắt buộc phải mua thì mọi chúng ta mới cờ được mọi người nhá đấy đầu tư đấy blue mà đấy À, thì ở đây thì cũng như là từ ngày đầu tiên cho đến ngày càng ngày càng nhiều thì sau một tuần thì các bạn nhận được tốc cần nhiều hơn mọi nhá đấy rồi tiếp theo là bây giờ chúng ta cần phải mở cái khóa tốc cần này khóa mở khóa tốc cần này nhá để để chuyển sang nó để để nó chuyển sang chuyển đổi tốc cần này thì các bạn bấm vào phần avatar đây sau đấy các bạn sẽ để ý các bạn cần phải chat ở đây nhá chat thì nó sẽ mở khóa nhá các bạn bấm explorer này ở đây thì có nhiều nhân vật các bạn có thể chat này à, mình chọn nhân vật bất kỳ nhá nhân vật này đi đấy bấm vào bấm vào chat này rồi đấy các bạn nhìn thấy số 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 po của mình đây nhá bây giờ mình sẽ chat này dear I'm here to guide you through the mysteries of life death and everything in between ready to embark on a spooky adventure rồi đây cho nó chat này trên này nó có hiển thị nhá đấy thì mọi người thấy này, đấy nó 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 cộng lên đấy nhá, đấy mọi người để cho mình đây này, cộng lên cộng xuống, xuống nhá, đấy tức là cái token của các bạn nhảy ở đây, thì các bạn sẽ uh, cái token ở đây nó sẽ quy đổi sang cái token CXT mọi người nhá, đấy, ở đây thì mọi người cứ chat bường được nhá, đấy hoặc là mọi người có thể chat cùng với uh, cái nhân vật AI uh, này, đấy là các các bạn copy vào dịch là chat theo cũng được, hỏi vớ vẩn mà đấy rồi bấm trở lại hoặc là gửi ảnh gì nó chung được, ok mọi người nhá, đấy các bạn trở lại thì các bạn sẽ nhìn thế, thế bên ớt này nó sẽ cộng tiền nhá đấy cộng token cần nhá đấy là mọi người đấy À bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái thủ thuật các bạn có thể ở đây mọi người có thể bấm vào đây để để nhận được cộng tâm tốc cần ở đấy bấm vào tab vào nhá, bấm chữ tab này đấy, các bạn click nhiều ấy thì cái này thì nếu như anh em dùng điện thoại mà cái máy đời cao các bạn có thể dùng auto click nhá. Đấy, để các bạn có thể click tự động nhá để máy nó sáng lên và click nhá thì các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng auto click ở trên cả Leo cũng cả iOS nhá. Đây các bạn bấm vào này. Đây rồi các bạn bấm vào đây nhá tìm kiếm cho mình chữ auto click đây có chữ auto click này đấy các bạn bấm thứ đây, tự động click này tự động bấm này các bạn cài đặt về cho mình nhé bấm mở lên đấy mở lên ở đây thì khi các bạn lần đầu tiên các bạn sử dụng thì các bạn cần phải cho phép ứng dụng này truy cập uh, máy của các bạn nhé thì ở đây khi đó các bạn đã xong rồi các bạn bấm bật này đấy. ở đây dưới này chế độ nhiều mục tiêu thì các bạn bỏ qua đi chúng ta chỉ dùng bên kia thôi thì các bạn bấm bật đây này đấy rồi, ở đây cái phần cài đặt có cái bánh răng đây các bạn bấm vào này. Các bạn ở đây các bạn có thể chuyển sang 10 giây ừ, đây nhá. Đây, đấy. Ở đây mọi người nhá, 10 giây này mình chỉ nhận 100 này. Đấy các bạn chuyển xuống 10 giây thôi, 10 mili thôi. Đấy là được nhá. Đấy, sau đó hoàn tất và bấm lưu lại được mili giây nhá. Ok. Rồi. Cái này là dùng cho máy cấu hình cao mọi người nhá. Thì các bạn dùng 10 giây thì nó bấm nhanh hơn ấy. Đấy còn nếu các bạn dùng ít ờ ờ 100 giây thì nó sẽ chạy chậm hơn nhé đấy rồi chúng ta quay sang bên cái ứng dụng này các bạn sẽ kích vào cái hình tròn này ở đây nhá đấy các bạn sẽ kích vào đây đấy rồi các bấm các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên này, này à, mũi tên này này đấy đây nhá đây các bạn bấm vào cái mũi tên này các bạn đấy này đấy là nó tự chạy nhá đây mọi người để ý nhỉ đấy nó tự chạy đây nhá đấy không nó chạy đúng không? nó chạy tự động nhá đấy. cái này thì cần cần phải là treo máy sáng màn hình nhưng để chấm bấm mọi người nhá đấy chứ còn nếu như các bạn mà đã dùng cái này đã dùng auto click là các bạn không được sử dụng cái gì nữa bởi vì nếu sử dụng nó chạy lung tung mọi người nhá đấy khi nào các bạn không sử dụng nữa các bạn bấm tắt đây đấy đây nhá tắt đây đấy là được nhá còn nếu các bạn không muốn sử dụng nữa các bạn bơ hình có hình ô vuông này đấy bấm vào nó thu nhỏ này sau đó bấm mũi tên đi nó tắt đấy mọi người nhá đấy <laughs> ngoài ra ở trên này có phần avatar này các bạn có thể chỉnh sửa nè đây nè username nhé, nó cho mọi người một cái username đấy. Đây là mình mình đăng nhập lên tài khoản Twitter bấm vào đây. Đấy các bạn có thể chờ, chỉnh sửa chờ username của các bạn, bạn lưu lại nhá, đấy. Tiếp <laughs> <laughs> theo là phần ơn ở đây thì mọi người cũng có một cái uh, invite brand mọi người chia sẻ với bạn bè nhá. Đấy. Đây là một dự án được uh, OKX nhắc tên và kèo này ở trên chạy trên Web3 mọi nhá. Đấy. Một kèo tiềm năng nên uh, chúng ta không nên bỏ qua dự án này nhá. Uh, link uh, của dự án thì mình sẽ để dưới phần mô tả để anh em có thể tham gia. Đấy. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn mọi người những video giờ tiếp theo.